Chào các bạn có nhận ra đây là thiết bị gì không? Nó chính là một bộ màn hình HUD. Đây, một bộ màn hình HUD. Mình sẽ bóc hộp luôn cho các bạn, không để các bạn phải chờ lâu. Mình sẽ bóc ra. Đây, một bộ màn hình HUD. Đây. Đó, nó chính là một bộ màn hình HUD hay gọi là Heads Up Display. Được trang bị trên rất nhiều những chiếc ô tô hiện nay. Tuy nhiên vẫn còn những chiếc ô tô chưa được trang bị hoặc là những chiếc ô tô đời cũ không có. Thì các bạn có thể dễ dàng trang bị thêm một cái bộ màn hình hiển thị trên kính lái như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và nhìn đến đây thì chắc hẳn rất nhiều bạn thấy cái bộ thiết bị này rất là quen thuộc này. HUD, Head-up display rất là quen thuộc. Nếu mà các bạn nào tinh ý, các bạn nhận ra chính xác nó chính là bộ thiết bị HUD R20 Pro đang được bán bởi Auto 558 với giá là 930.000 đồng. Đang được bán. Rất là nhiều bác ưa chuộng sử dụng bộ thiết bị này, giá 930.000 đồng tại Auto 558. Tuy nhiên, bộ thiết bị này mình lại không mua từ Auto 558 mà mình mua trực tiếp từ Trung Quốc qua Lazada và ship về Việt Nam tất tần tật. Nó chỉ có giá là 533.000, vô cùng rẻ. Tuy nhiên, nếu mà so với Auto 558 là một đơn vị bán hàng có đảm bảo về chất lượng và có bảo hành thì tất nhiên là cái mức giá nó sẽ phải cao hơn. Và mình mua với mức giá và mua từ Lazada như này thì tất nhiên cái việc bảo hành đảm bảo chất lượng thì nó cũng sẽ không thể bằng được với 558 phân phối được. Đó, các bạn nên cân nhắc. Thì đây, mình cho các bạn xem luôn. Cái tên của nó chính là H400S. Nếu mà bạn nào đã xem các cái video review của bên Auto 558 thì cái tên H400S này cũng rất quen thuộc rồi. Mặc dù là họ bên Auto 558 họ có đặt cho thiết bị này một cái tên đó là R20. Trước đây và bây giờ model mới và nâng cấp là R20 Pro. Đấy, nếu bạn nào tinh ý thì các bạn sẽ để ý thấy điều đó. Trên cái vỏ hộp thì tất nhiên là nó có in hình của cái thiết bị như này. Đấy, không khác gì cái hộp mà Auto 558 đang phân phối cả, đúng không? Đó, không có gì nữa cả, thế thôi, có hình thôi. Bên trong này có một vài cái bộ phụ kiện kèm theo. Trước khi đi vào chi tiết thì mình sẽ cho các bạn xem một vài cái bộ phụ kiện kèm theo như thế này để các bạn nắm qua được khi mà mở hộp ra nó có những cái thiết bị phụ kiện gì kèm theo này. Nó có một cái que nhựa, một cái dụng cụ giúp mình để luồn dây vào các cái kẽ ở trên ô tô. Thì cái này mình sẽ sử dụng khi mình lắp đặt, mình cùng các bạn sử dụng này, trải nghiệm. Thứ hai là một cái bộ cáp để kết nối. Đấy, thì cái cáp này sử dụng cái chuẩn giao tiếp là OBD2. Thì lát nữa mình sẽ cùng với các bạn tìm thêm thông tin về cái OBD2 này. Một vài các phụ kiện khác như là một cái tấm chống trơn trượt để mình kê cái màn hình HUD này. Cái này chắc bằng cao su. Ngoài ra còn có hai cái miếng băng dính xốp này. Nếu bạn nào muốn dán thì có thể dán được. Và bốn cái phụ kiện đó chính là cái kẹp có dán băng dính xốp để mình cố định cái dây dẫn. Nếu như các bạn không luồn được vào các cái khe ở trên ô tô thì nó có bốn cái kẹp như này. Đấy. Bốn cái kẹp như này. Yeah. Đó. Bốn kẹp như thế này. Và một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, hộp hết rồi nhé, không còn gì nữa. Và còn cái nữa là cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, các bạn nhìn thấy luôn này, H400S, model H400S luôn. Nó chỉ có một cái điểm khác biệt nhỏ, đó chính là nó không có cái logo Active Safety thôi. Nếu các bạn để ý là trước đây có một số các thiết bị, đặc biệt là của bên Auto 558 họ phân phối ý, thì ở đây họ sẽ có thêm cái logo là Active Safety ở cái chỗ này. Đấy, chỗ này nó có dán cái băng dính ở đây, dán cái giấy đen ở đây nhưng không có tên thôi. Thì có thể bên nào họ đặt hàng họ có thể in thêm cái tem của bên họ thì họ dán ở đây là thành cái thương hiệu ngay. Thì cũng giống như rất nhiều cái thiết bị khác mà mình đã mua từ Trung Quốc về và sản xuất đại trà ấy, thì cái này mình nghĩ là nó không loại trừ nó chính là một cái hàng chợ hay là gọi là hàng gia công đại trà thủ công, hàng chợ bên Trung Quốc đấy. Nó không có thương hiệu, nó không có cái nhà sản xuất nào cố định ấy cả. Tức là bất kỳ đơn vị nào cũng có thể đặt hàng sản xuất và về bán đại trà, thậm chí là có thể tự mình gắn logo vào và quảng cáo thiết bị của mình đó. Giá nó cũng rất là rẻ thôi. Đây, một cái hướng cách sử dụng như thế này. Ok rồi, thế thì quay trở lại với cái thiết bị này mình xem nào. Ở đây mình cái bộ này là bộ hiển thị thế hệ mới nhé. Trước đây ở bên Auto 58 họ cái thế hệ cũ gọi là R20 ấy, thì nó chỉ hiển thị tốc độ thôi, nó không có hiển thị thông tin gì khác cả. Thì ở đây nó sẽ cái bộ này bên Auto 58 gọi là R20 Pro đấy, thì mình ở đây mình cứ gọi nó H400S đi nhỉ, H400S đi. Thì nó là bản nâng cấp mới nhất, do vậy là nó sẽ hiển thị được tốc độ này, các bạn nhìn thấy này. Ngoài các cái thông số chính là tốc độ ra thì nó sẽ hiển thị được rất nhiều những cái khác nữa, ví dụ như là đồng hồ này, tức là thời gian này, hãy báo nhiệt độ nước làm mát này. Đấy, nhiệt độ nước làm mát này, nó có thể hiển thị vòng tua máy hay là hiển mức nhiên liệu đó. Tức là nó có thể lấy được dữ liệu từ xe của mình, từ cái phần ECU của động cơ để nó đưa lên hiển thị trên này đó. Cái lớp băng dính xanh này các bạn có thể bóc ra, các bạn có thể bóc ra chứ không phải không cần thiết phải để đâu nhé. Đây, các bạn có thể bóc ra này, các bạn có thể bóc ra này, bóc ra thì nó mới đảm bảo được cái độ phản quang tốt nhất. Này còn dính chắc, chưa bóc được luôn. Thôi, cái này mình bóc xong, không quan trọng gì cả. Thế thì cái kính này nó phải đảm bảo được cái độ trong suốt
cực cao, và cái độ bóng hay độ phản xạ của bề mặt cũng là cực tốt này, thì nó mới có thể đảm bảo được cái thông số trên màn hình này nó phản xạ lên nó được rõ ràng nhất và không bị cản trở tầm nhìn, gọi là tàng hình đấy, hiển thị trên kính lái mà. Đó. Thì cái bộ thiết bị này mình thấy nó rất là gọn và tính năng cũng rất là đầy đủ. Bên này mình có một cái cổng kết nối này. Đấy, một cổng kết nối này, có một cái công tắc nguồn ở đây. Đấy, có một cái công tắc nguồn ở đây và có một cái nút điều chỉnh. Mình có thể gạt lên này, gạt xuống này, hoặc là có thể ấn vào. Đấy, có thể ấn vào hoặc gạt lên, gạt xuống. Đấy. Thì đây là nút chức năng để có thể cài đặt này, đây nút nguồn này. Cổng này họ ghi rõ luôn là OBD2. Đấy. Thì trên này chỉ có vậy thôi. Cái màn hình hiển thị này nó là LED thanh thì mình đánh giá rất cao cái hiển thị kiểu này. Nó hiển thị rất là rõ ràng và rất là sắc nét, sáng. Đó. Thế thì quay lại với cái chuẩn kết nối vừa nãy. Ở đây mình có cái cáp là OBD, OBD2. Cái thiết bị hiện tại của Auto 58 phân phối thì mình không nhầm là chỉ có một thiết bị duy nhất với chuẩn giao tiếp là OBD2 như này thôi. Còn nếu mà mình mua ở gian hàng của Trung Quốc thì mình có hai lựa chọn là giao tiếp kết nối bằng cổng OBD2 như thế này, hoặc là một lựa chọn khác đó là giao tiếp không giao tiếp với OBD2 mà chỉ sử dụng một cái cáp USB để lấy nguồn thôi. Thì cái thiết bị đó nó sẽ hiển thị tốc độ. Nó chỉ hiển thị được tốc độ là chính thôi, nó sẽ dựa vào cái bộ GPS định vị để nó hiển thị tốc độ. Đấy. Còn cái bộ này nó sẽ kết nối bằng cổng OBD2 lấy dữ liệu từ phía động cơ, cho nên là nó sẽ hiển thị được đầy đủ các thông số về động cơ như mình vừa nói đấy. Đó, thì nếu như xe các bạn mà có cổng OBD2 ấy, thì mình nghĩ là sử dụng cái cáp OBD2 như này nó sẽ hiển thị được nhiều thông tin hữu ích cho mình hơn. Còn nếu các bạn không cổng OBD2 thì mình phải đành phải sử dụng cái loại và cắm cổng USB, sử dụng định vị GPS để hiển thị tốc độ. Đó. Còn nếu như các bạn thắc mắc là làm sao để biết được là xe của mình có cổng OBD2 không thì cái này thực sự cũng là khó có thể khẳng định được. Nhưng mà hiện tại thì cũng có rất nhiều những xe đang sử dụng chuẩn OBD1 thì không thể kết nối và sử dụng được cái thiết bị này. Theo thông tin mình tìm hiểu thì là nếu như các xe sản xuất ở Mỹ từ sau năm 1996 trở đi thì đều tích hợp cổng OBD2. Tuy nhiên với những xe sản xuất ở châu Á hoặc là ở Việt Nam ấy thì khó có thể khẳng định được cái mốc hoặc là cái model nào cụ thể chính xác. Nhưng mà nói chung chung thì là những xe sản xuất từ sau năm 2009 trở đi thì có cổng OBD2, trừ một vài trường hợp cá biệt là vẫn chưa trang bị OBD2. Thì để chắc chắn nhất thì các bạn nên liên hệ với bên hãng hoặc là bên kỹ thuật của hãng thì mình sẽ lấy được thông tin chính xác nhất là cổng OBD2 hay không nhé. Đó. Một xe hướng dẫn sử dụng này. Đây bây giờ mình sẽ đi qua một chút về cái tính năng sử dụng này trước khi mình với các bạn cùng đi lắp đặt trên xe. Thì bao giờ thế có một thiết bị gì đó mình đọc qua hướng dẫn sử dụng để không bỏ sót tính năng nào cả. Hiển thị đây, các bạn nhìn thấy này. Hiển thị tốc độ là cái to rõ nhất này. Đơn vị có thể là dặm hoặc có thể là km này. Đấy, hoặc là có thể cảnh báo là các bạn lái xe quá lâu, hình cốc cà phê đấy. Đấy, các bạn lái xe quá lâu này. Hoặc có thể báo lỗi động cơ cũng hiển thị ở đây. Đấy, báo lỗi động cơ hiển thị ở đây. À đấy, nói đến cái này, theo như thông tin mình tìm hiểu ấy thì có một vài nguồn thông tin rằng là nếu như xe của các bạn mà trên cái bảng màn hình đồng hồ tạp lô có cái biểu tượng check engine, tức là biểu tượng cá vàng ấy, động cơ này, thì là xe đó có cổng OBD2. Thì không biết là cái này có chắc chắn không thì các bạn có thể cùng mình kiểm chứng xem. Nếu xe các bạn có thể kiểm chứng xem có đúng không. Đấy, xem một cái thông tin mà mình tìm hiểu được mà để dễ dàng nhận diện cổng OBD2 nhất đấy. Rồi, đồng hồ hiển thị thời gian, nhiệt độ, nước mát này, vòng tua máy này, dụng nhiên liệu này, cái này là cảm biến ánh sáng. Đấy, và hiển thị các cái hiển thị ở đây. Cổng OBD2, nút nguồn, nút điều chỉnh này. Đấy, ok. Cách lắp đặt thì bỏ qua đi. Đây. Khi mà các bạn kết nối với xe thì khởi động lên nó sẽ hiển thị điện áp quá quy như này. Đấy, cũng rất là tiện dụng này. Kết nối thành công qua cổng OBD thì sẽ hiển thị lên tốc độ. Đấy, bạn có thể nhấn cái nút những nút bánh răng này để thay đổi giữa các cái chế độ hiển thị này. Đấy. Ok. Vậy thì ở đây mình sẽ có cái thiết bị này nhá, đặc biệt là khi hiển thị tốc độ ấy thì tất nhiên là với mỗi xe mình sẽ có một vài cái sai số nhất định, thì mình ở đây mình sẽ được phép điều chỉnh cái sự sai lệch về tốc độ so của đồng hồ tạp lô so với cái màn hình HUD này, thì bằng cách là các bạn có thể điều chỉnh được nhá. Đấy, thì lúc nào lắp đặt lên xe thì mình sẽ cùng các bạn điều chỉnh thử. Thì ở đây họ khuyến cáo là gì, là khi mà tốc độ của xe trên 50 km/h ấy thì các bạn tiến hành điều chỉnh, tại vì ở cái giải tốc độ đó thì mình nghĩ có lẽ là nó sẽ chính xác hơn, và đa số là mình chạy với tốc độ cao thì mình cần quan sát cái tốc độ là chính xác hơn. Rồi, mình có thể điều chỉnh được cái sai số. Đây, quay về bên này. Ở đây mình có một vài những cái cài đặt của màn hình LED này. Thứ nhất là mình có thể cài đặt về tốc độ, cài đặt về độ sai số tốc độ này, mình có thể điều chỉnh cho phù hợp với từng xe. Cái thứ hai là cảnh báo về tốc độ, mình có thể cài đặt một cái ngưỡng cảnh báo đạt tốc độ bao nhiêu, vượt quá bao nhiêu thì nó sẽ cảnh báo cho mình. Cái tiếp theo mục số 2 này là bật cái phần cảnh báo về tốc độ mình vừa cài đặt ở trên. Mục số 3 là cái độ sáng của màn hình tối thiểu trong vào buổi tối đấy. Thường vì cái bộ màn hình HUD này của mình là cái có cảm biến ánh sáng và sẽ tự động điều chỉnh sáng tối theo điều kiện ánh sáng ban ngày hay ban đêm, thì ở đây mình sẽ cài đặt cái mức ánh sáng tối thiểu cho ban đêm. Đấy. Cái mục số 4 này là cái mức tính toán nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu đấy. Thì ở đây mình sẽ có hai cái lựa chọn, một là nếu để không ấy thì sẽ là mình tính toán nhiên liệu theo cái lượng nhiên liệu đầu vào, còn nếu mà để khác không theo từ 0.2 đến 10 thì tức là theo cái tiêu thụ của động cơ. Cái này mình nghĩ cũng không thể chính xác được đâu. Cái mục số 5 là
điều chỉnh cái sai số của bình nhiên liệu cho mình căn cứ theo cái đồng hồ trên bảng tạp lô của mình để mình điều chỉnh cái hiển thị cho mình nó chính xác khớp với mình tạp lô này. Cái mục số 6 là cài đặt giờ, cài đặt đồng hồ, ok. Thứ 7 là cài đặt về đơn vị của tốc độ, hiển thị là km trên giờ hoặc là dặm, dặm trên giờ. Đó. Đây là cái 8 cái mục setting mà mình có thể cài đặt ở trong cái màn hình HUD này của mình bằng cách nhấn giữ cái nút bánh răng này và sau đó chọn các cái menu tương ứng để mình cài đặt. Vậy thôi. Đấy, rất là nhiều tính năng rất là hữu ích. Nhưng mà đây mình không thấy có mục cài đặt cảnh báo nhiệt độ nước làm mát khi nó tăng cao. Đấy, cái đấy mình nghĩ là cũng cần thiết nhưng mà không thấy có, chỉ có cảnh báo về tốc độ thôi. Cái đó thì mình nghĩ là phiên bản sau họ nên cải tiến. Ừ, rồi, ok. Đó, đó chính là toàn bộ những cái gì mà mình vừa mới trải nghiệm sơ lược về cái màn hình HUD như thế này. Thì sau đây mình sẽ cùng với các bạn lắp đặt và trải nghiệm thực tế cái thiết bị này nhé. Ok, và bây giờ việc kết nối nó rất đơn giản thôi. Bạn cắm một đầu dây cáp vào đây. Đó, cắm đầu dây cáp vào đây. Đặt lên, đặt tạm lên đây nhé. Đặt tạm lên đây. Và một đầu còn lại là đầu OBD. Thì OBD các bạn có thể tìm được. Đây. Các bạn nhìn thấy OBD đây. Thông thường cái cổng OBD nó sẽ nằm ở phía bên dưới vô lăng này, bên dưới cái vô lăng bên bên chỗ dưới khu vực chân phanh này này, chân hai chân cô này này. Đây nhá, mình sẽ bật cái flash lên. Đấy. Cái nên mở nắp capo này. Cổng OBD này. Đấy, ghi chữ OBD ở đây. Bạn mở ra. Bạn nhìn thấy cổng OBD ở đây chưa? Bây giờ mình sẽ cắm thử nhé. Tôi nhìn cổng OBD này. Cắm thử vào đây. Đó, mình cắm thử vào như này. Bây giờ mình sẽ thử bật lên nhé. Đây, mình sẽ bật xem. Bộ thiết bị của mình này. Chưa. Mình sẽ thử mở nguồn chìa khóa lên này. Đó. Mở nguồn lên. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Bây giờ mình bỏ ở đây. Đây để tạo như này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Kết nối thành công. Các bạn nhìn thấy được rằng là có hiển thị tốc độ và đang để nhiệt độ nước mát 21 độ C. Đó. Các bạn nhìn này. Thực sự thì là cái đèn LED này nó rất là sáng và rõ. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn trực tiếp này. Chưa? Nếu các bạn nhìn trực tiếp như này, nó rất là sáng và rõ luôn. Đấy, thì cái đèn LED này mình không chê. Cái màn hình này cũng cực kỳ là bóng và rất là trong. Đấy, mình đã bóc hai cái lớp phản xạ đi. Rất là trong. Mình sẽ để đặt tạm lên đây nhé. Mình sẽ để đặt tạm lên đây nhé. Rồi, mình để tạm lên như này. Đấy, các bạn thấy không? Phản xạ lên rất rõ rõ này. Đấy, ví dụ, mình để ví dụ như này. Rồi, sau khi lắp đặt hoàn chỉnh thì bây giờ mình sẽ lướt qua một chút những cái cài đặt nhé. Như các bạn đã biết là nhấn một lần cái nút kể này này, nhấn một lần nút này là thay đổi các chế độ hiển thị này. Đây ví dụ như vòng tua máy đang là 700, hơn 700 này, thể hiện là mức xăng này, hiển chỉ hiển thị tốc độ không này, tốc độ kèm theo đồng hồ này đang 15:42 này, tốc độ kèm nhiệt độ nước là mát này 80 độ C, tốc độ kèm vòng tua máy đấy. Các bạn nhấn một lần cái nút này để thay đổi các chế độ hiển thị. Thì mình ở đây mình sẽ để nhiệt độ nước là mát đi, được chưa? Bây giờ sẽ đi qua một vài những cái cài đặt nữa này. Các bạn nhấn giữ cái nút này. Đó, thì menu số 0 này chính là cái phần điều chỉnh tốc độ này. Đây nhé, menu số 0 điều chỉnh tốc độ này. Các bạn ấn một lần để chọn vào nó này. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh cái độ sai lệch của cái đồng hồ HUD này so với cái đồng hồ tạp lô các bạn. Các bạn có thể cho nó nhanh hơn 1, 2km, 3km giờ hoặc là chậm hơn. Ở đây các bạn có thể âm và có thể đây là chậm hơn. Đấy, bình thường mình cứ để mặc định là không hai đồng hồ khớp nhau đã nhá. Nếu mà bị lệch thì các bạn chỉnh. Ok, tiếp theo là gửi lên này. Menu số 1 là tốc độ giới hạn. Ở đây là tốc độ giới hạn cảnh báo về tốc độ. Ở đây mình sẽ giảm xuống còn 100 đi. Ok, mình đặt 100. Nhấn set, ok. Tiếp tục sang menu số 2. Menu số 2 chính là cái phần bật hoặc tắt cái phần cảnh báo tốc độ. Nếu các bạn đang để là 1 ấy thì có nghĩa là bật cảnh báo lên. Còn nếu mà các bạn chuyển về không, đây nha các bạn,
chuyển về không là các bạn tắt cái cảnh báo tốc độ đi, mình bật lên để một, mặc định là một được chưa? Tiếp tục menu số 3. Sang menu số 3 chính là phần độ sáng tối thiểu để trong mình khi mình đi ban đêm ấy. Nó mặc định nó là một thì mình nghĩ là để mặc định đi. Còn nếu không các bạn thể thay đổi. Nhưng mình nghĩ mặc định thì các bạn thấy nó tối quá các bạn thể tăng lên. Sang menu số 4. Menu số 4 nó là cái phần công thức tính toán độ tiêu thụ nhiên liệu. Thế này mình nghĩ bỏ qua đi. Sang mục số 5. Mục số 5 là cái mục mà điều chỉnh về cái độ sai số về bình nhiên liệu so với cái đồng hiển thị đồng hồ tốc độ của các bạn. Nếu mà sai số thì các bạn có thể điều chỉnh sai số đi. Đấy, bình thường cái điểm mặc định là không có gì. Đấy. Số 6 là phần chỉnh giờ. Số 6 là phần chỉnh đồng hồ. Thì các bạn chọn vào nó thì các bạn sẽ điều chỉnh được giờ thôi. Có nút gửi lên gửi xuống hay gửi lên. Các bạn gửi lên là chỉnh giờ, gửi xuống là chỉnh phút, chưa? Ví dụ này. Đấy, các bạn có thể tăng lên là 16 là 17 18. Các bạn chỉ tiến thôi, các không thể lùi được nhá. Lùi là chỉnh phút mà, cho nên là các bạn cứ tiến hết vòng lặp của nó quay lại, mình chỉnh lại thành 16 giờ này. Đấy. Nếu các bạn gạt lùi thì lại là gạt phút như này thôi. Bỏ qua. Tiếp tục menu số 7 là chỉnh đơn vị của tốc độ. Nếu các bạn để không là km/h. Nếu chọn này, ví dụ các bạn để sang 1 là dặm này. Đấy, còn mình để không mặc định. Đấy, mình dễ quan sát nhất được chưa? Nhấn giữ để thoát ra. Ok, đấy mình thoát về màn hình ban đầu. Đấy thì đi qua một chút về những cái cài đặt được điều chỉnh được tốc độ so với sai số so với đồng hồ tàu lô rất là tiện dụng này. Chưa? Model H400S đồng hồ HUD hiển thị tốc độ trên kính lái, hay chính là model R20 Pro của bên Auto 58 đang bán với mức giá 930.000. Ở đây mình mua ở Lazada với mức giá có 533.000 thôi, ship từ Trung Quốc về. Thử một chút nhé, xem là tốc độ như nào nhá. Bây giờ mình đi này. Hiển thị thử này. Đấy, tốc độ là lên khoảng 10 km/h. Anh nhìn này. Đấy, đồng hồ này đang có vẻ là nhanh hơn một chút so với đồng hồ tạp lô này. Đồng hồ tạp lô trên 10 đâu. Đấy, đồng hồ này đã hiển thị là 10. Do vậy mình sẽ có thể chỉnh một chút. Nhưng mà bình thường ấy, bình thường thì đồng hồ HUD của mình nó có thể nhanh hơn một chút so đồng hồ tạp lô thì cũng không vấn đề gì cả. Nhanh hơn thì vẫn an toàn hơn là hiển thị là chậm hơn. Nếu chậm hơn thì mình rất dễ là bị đạp quá tốc độ. Ở đây hiển thị nhanh hơn 1-2 km/h thì mình nghĩ là không vấn đề gì, nó vẫn ổn và an toàn. Nên là các bạn có thể chỉnh hoặc là không cần chỉnh cũng được. Đấy, ví dụ bây giờ đang là hiển thị khoảng 5 km/h, đúng không? Bây giờ mình cũng đồng hồ này thì khó nhìn rồi. Đồng hồ này đang hiển thị khoảng 5 km/h này. Tốc độ này. Đấy, trong khoảng 14-15. Đấy, mình nghĩ là cũng tương đối chính xác rồi. Có sai số chỉ tầm khoảng 1-2 km/h thôi, nó không đáng kể. Đấy, do vậy là mình nghĩ là khi các bạn đi tốc độ cao mà các bạn cần thiết phải chỉnh cho nó khớp 100%, hoặc nếu không thì các bạn để đồng hồ HUD là nó hiển thị nhanh hơn một chút, mình nghĩ cũng không vấn đề gì, nó hiển thị an toàn cho người lái thôi. Đấy, không vấn đề gì cả. Ok, đấy là cái trải nghiệm về cái màn hình HUD này. Đấy, thì hiện tại nếu mà mình nói về ưu điểm của cái màn hình HUD mà nó có cái màn hình để nó phản xạ riêng của nó như này ấy, thì ưu điểm của nó thứ nhất là rõ nét và thứ hai là không bị bóng. Nếu như các bạn có để ý thì sẽ có thêm một loại nữa hiện tại trên thị trường, đó chính là cái loại mà nó không có cái kính này mà nó sẽ hắt trực tiếp lên kính lái các bạn này. Thì cái đó nhược điểm của nó là nó không chỉnh được cái góc phản xạ của cái kính như này, mà nó sẽ phải phụ thuộc cái góc của cái kính lái là thứ nhất. Và thứ hai là cái lớp kính lái nó sẽ có hai lớp khá là dày, cho nên là sẽ bị hiển thị có tình trạng là bị bóng hình, có hai hình ảnh mờ lồng vào nhau đấy. Và cái nhược điểm thứ ba của nó nữa là cái bề mặt hiển thị của nó để phản xạ nó sẽ nằm ở cái mặt ngửa lên trên luôn. Do vậy là khi các bạn quan sát, các bạn ngồi lái, các bạn sẽ dễ bị phân tâm bởi chính cái màn hình LED này nó không được che hết đi. Cái này màn hình của nó đằng phía trước này, cho nên là khi các bạn lái, các bạn hoàn toàn bị che cái màn hình này đi, không nhìn thấy cái màn hình này, nó chói ngược về mắt đấy. Đấy là ưu điểm của cái bộ HUD mà có màn hình riêng thế này.